Ngọc Mai cùng kênh youtube nghe kể chuyện ma đêm khuya xin chào các bạn Đêm nay mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo của bộ truyện Màu Sơn Trong Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử Chuyện được phát online miễn phí trên kênh youtube nghe kể chuyện ma đêm khuya và trước khi vào chuyện thì Ngọc Mai xin phép quảng cáo một chút bọn mình nhận thu âm theo yêu cầu như thực hiện sách nói, thu âm quảng cáo, lồng tiếng, chi tiết liên hệ email bên dưới mô tả. Ngay sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện. Cử vị thiên hồ cúi đầu bắt đầu suy tư, một lát sau ngẩng đầu lên nói. Ta không muốn đi âm ti làm quan, ăn nhờ ở đậu. Ta có thể no theo trung quỷ thiên sư như vậy không? Nghe chiếu, không nghe phong. Về thanh sơn, làm hồ tiên của ta không? Ta đáp ứng, không hại người là được. Cho lòng thiệp diêu dương vui vẻ nói Cái này hoàn toàn không thể nghiên cứu Chỉ cần ngươi tin tưởng ta thôi Sự tình giao cho ta xử lý đi Cử vị thiên hồ nhìn hắn Trong mắt phát sinh tia xấu hổ Ngươi vì sao phải giúp ta à, ngươi tu hành mấy ngàn năm Mới có một thân tu vi này Nói thật nhá, nếu không phải bắt buộc như vậy Ta thực sự không muốn giết ngươi Có thể làm ngươi quy thuận âm tí tôi bao nhiêu Tương lai có thể làm bạn Có việc cũng có thể tìm ngươi hỗ trợ Diệp Tiểu Dương đã bắt đầu khao khát tương lai. Một tay cử vị thiên hồ đột nhiên thò vào quần áo hắn. Ở ngực hắn bắt đầu vuốt ve lên xuống, nỉ non nói. Chứ cái này thì không có nguyên nhân khác à? Hả? Cái này có có cái gì cơ? Tà hỏa trước đó thực không dễ dàng bị áp chế. Giờ cô ta khiêu khích lần nữa thiêu đốt lên. Diệp Tiểu Dương đành bắt lấy tay cô ta, không cho cô ta động. Có có, người thấy ta xinh đẹp mà. Trên mặt cử vĩ thiên hồ lộ ra mỉm cười sai lòng người Diệp Thiếu Dương đúng là không có lời nào chống đỡ được Sao? Chẳng nhẽ ta không xinh đẹp ừ, xinh xinh, xinh đẹp mà Cảm nhận tay cô ta tiếp tục động trên người mình Diệp Thiếu Dương rụt về phía sau thờ hồn hển Ngươi làm cái gì vậy? Ngươi đột nhiên như vậy ta... Ngươi như thế nào? Ta một chút chuẩn bị tâm lý chưa có Cảm giác như là nằm mơ À phi 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 Tuy chỉ là nằm mơ Nhưng cũng không có như vậy Cử vi thiên hồ quyến rũ nói <laughs> Loại sự tình này có muốn chuẩn bị cái gì chứ Lúc trước ngươi nói Nếu ngươi không có phản ứng đối với ta Ngươi liền không phải nam nhân Vậy ngươi hiện tại có phản ứng chưa Cái này có mẹ nó chứ Khiêu khích trần trụi rồi Diệp Tiểu Dương nhảy lên Thừa dịp có một tia lý trí cuối cùng Muốn cách cô ta xa một chút Nghĩ chút thấy không được Nhớ đâu cô ta nhân cơ hội đào tẩu tiến vào luân nhãn Vậy sẽ kiếm củi 3 năm thiêu một giờ Vừa nghĩ như vậy lại xoay người sang chỗ khác Lại bị cử vĩ thiên hồ lao thẳng vào lòng Cử vĩ thiên hồ đem hắn vô ngã xuống nước Dán lên Hiện tại đổi thành Diệp Thiếu Dương rãi rủa Này ngươi làm sao vậy Đừng có cởi quần áo của ta Hồ tộc chúng ta Chi ân báo đáp nếu ngươi thực có thể giúp ta Ta cùng ngươi một lần cũng không có gì Hơn nữa ngươi cũng rất đẹp trai Ở thì ta biết ta đẹp trai Nhưng như thế này chưa dứt lời miệng đã bị miệng cử vĩ thiên hồ che lại thế này thì quá chủ động rồi một khí tức khác thường từ trong miệng cử vĩ thiên hồ phun ra sau khi hít vào trong cơ thể ánh mắt diệp thiếu dương trở nên mê ly từng chút một cái gì cũng không nhớ rõ từ bỏ dãy ruộng hai cái lưỡi quấn lấy nhau trong giây lát lưỡi bị cửu vĩ thiên hồ dùng sức cắn một phát diệp thiếu dương đau tới mức cả người run lên cảm thấy máu tươi chảy ở trong miệng Thần thức Diệp Thiếu Dương ở nháy mắt khôi phục Thì ra tất cả là vì cái này Ảo cánh trước mắt biến mất từng chút một Cử vĩ thiên hồ buông ra cái miệng của hắn Và dần nụ cười đắc ý Ý thức trôi nổi ở không trung Càng lúc càng chìm xuống Giữa cuộc trở lại trong thân thể Diệp Thiếu Dương và cử vĩ thiên hồ Cùng ở trong một thời điểm mở mắt Cử vĩ thiên hồ đối nhìn há mồm Phun ra ngụm yêu khí Quảng Tông Thiên Sư ngay tại đối diện ả đang làm phép bị yêu khí đánh trúng lập tức bị đánh bay cử Vĩ thiên hồ lập tức vồ lên coi như là quảng tông thiên sư phản ứng cực nhanh ở trong thời điểm bị đánh bay liền tế ra tam hoa tụ đỉnh trước ngừng xu hướng ngã xuống tiếp theo giơ tay đánh ra mấy tấm linh phủ của cử Vĩ thiên hồ đối công một cái hai bên được tự lui ngã xuống đất tại sao có thể như vậy chứ cử Vĩ thiên hồ vốn tự mình đắc thế một đòn cho dù đánh không chết Quảng Tông Thiên Sư Cô khiến lão trọng thương Không ngờ chỉ là lưỡng bại câu thương Hơn nữa tựa như mình bị thương ngày càng nặng hơn một chút Ả à ngã xuống giữa bãi cỏ hoang Rơi xuống đất là một vòng Sau khi đứng dậy Cứ vị thiên hồ phát hiện một thân tu vi của mình Có 8 phần đều bị phong ấn trong nội đan Hoàn toàn không phóng thích được À không hiểu xảy ra chuyện gì Nhưng Ả à rất rõ Hiện tại không phải thời điểm liều mạng Đánh tiếp, mình dù có thể đối phó Quảng Tông Thiên Sư bị thương, cũng tất nhiên rơi vào trong tay Diệp Thiếu Dương. Vì thế cực kỳ không cam lòng nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, hướng xa xa bỏ chạy. Thiếu chút nữa đã thành công. Quảng Tông Thiên Sư từ mặt đất bỏ dậy, ói ra ngụ máu, dẫm chân thở dài, hướng Diệp Thiếu Dương hung hăng trừng mắt nhìn một cái. Từ sau khi tỉnh lại, Diệp Thiếu Dương hầu như một loại trạng thái mơ màng, thấy Quảng Tông Thiên Sư trừng mắt với mình, khó hiểu hỏi. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta Tạm thời đừng nói nhảm nữa Đuổi theo Ta Nói lời thừa Ta bị thương Ta cần điều tức một phen Đi giúp Đạo Phong đi Bị Quảng Tông thiệt sư nhắc nhở Diệp thiếu Dương lúc này mới nhìn thấy Đạo Phong Ở phụ cận yêu cung Là đầu pháp của một lão thái bà Đạo Phong tóc tai bù xù Nửa thân trên quần áo hủy huyết Toàn thân che kín vết thương Nhìn qua bị thương không hề nhẹ nhưng hai mắt hắn sung huyết đỏ lên Bán ra huyết quang Vẻ mặt cũng phi thường tàn nhẫn dữ tợn dường như tà thần buông xuống Điên cuồng mà dùng các loại thủ đoạn tiến công lão thái bà Lão thái bà không dám yêu thế Trước người linh quang lóe ra Vừa công vừa thủ Không rơi xuống thế yếu chút nào Diệu Tiếu Dương xem trận mắt há hốc mồm Đừng có nhìn nữa Máu đuổi theo cử vĩ thiên hồ À đã bị ta phong ấn tám phần yêu lực Hiện tại cơ hội tuyệt hảo đi mau Ồ, nhưng mà ta đi đâu tìm? Câu hồn tác của ngươi không phải ở trên cổ ả à, ư? Ngươi có phải bị câu hồn rồi không đấy? Bị một câu của lão nói ra toạc tâm tư, Diệp Thiếu Dương nhất thời đỏ mặt. Nói ra vẫn là mộng cảnh kia, quá mức kiểu diệm ái muội khi nán trong lúc nhất thời khó có thể bớt ra, một loại cảm giác chưa tỉnh ngủ. Quảng Tông Thiệt Sư liếc hắn, nhìn ra hắn bị trúng mỹ thuật, dư độc chưa trừ, nhưng cũng không có vấn đề gì lớn, tiếp tục thúc giục Diệp Thiếu Dương đi nhanh. Diệp Tia Dương cắn chót lưỡi, miệng ngậm tia máu, nhắm mắt lại cảm giác một phen. Lập tức Trung Phương vị câu hồn tác. Câu hồn tác từ bị hắn dùng máu của mình tế luyện, mà kể cách bao xa để có thể thông qua máu mình để cảm giác được phương vị. Nơi này giao cho ngươi. Diệp Tia Dương mặc dù có ý giúp Đạo Phong, nhưng mình có nhiệm vụ của mình, cuối cùng chỉ có thể hướng Đạo Phong hô một tiếng. Người cố lên nhá, giết chết lão yêu bà này. Ở đây chờ ta. Nói xong tu người hướng phía cử vĩ thiên hồ Biến mất chạy như điên Xuyên qua mảng rừng rậm sau đây xuống núi Ở trên một mảnh đất trống Tiếp cận cửa núi Chỉ thấy một đống bóng người đông nghìn nghịt Vây cùng một chỗ chém giết Tình phách bé múa đầy trời đã che tầm mắt Diệp Thiếu Dương ở chỗ gần Phát hiện có bạch xà đang nghiền nát ác quỷ Lập tức gọi một tiếng Tiểu bạch Tiểu bạch nhảy lên Lưỡi rắn ở trên mặt Diệp Thiếu Dương Vô cùng thân thiết liếm một cái Bị có mãng xà thật lớn liếm mặt Loại cảm giác này không thoải mái Diệp Tiểu Dương lau nước miếng trên mặt Tình huống thế nào Tiểu Bạch hóa thân thành người Thờ hồn hệt mồ hơi Mồ mỗ này thủ hạ thiên nhiều lắm Giết không giết hết Nhưng tu vi cũng không ra sao Chúng ta đã không chế cục diện được rồi Ừ vậy thì tốt Các ngươi mau chóng xử lý Đi giúp đạo phòng Ta đuổi theo cử vĩ thiên hồ Ừ lão đại yên tâm Diệp Tiểu Dương lúc này Lại nhìn thấy qua qua Đem nó gọi tới dặn dò một phen sau đó lập tức từ trong một đội yêu binh Xung phong qua Tiếp tục đuổi theo cử vĩ thiên hồ Tiểu Bạch hướng qua qua đề nghị Bên này để ca ca bọn họ chống đỡ Chúng ta đi giúp đạo phong thế nào qua qua gãi đầu khó xử nói Hả Một mẫu kia đủ lợi hại Chúng ta đi không phải đối thủ đâu Lại nói lão đại của chúng ta bảo chúng ta ở đây Ngươi không biết tâm tư lão đại à Đạo phong nếu có gì không hay xảy ra Lão đại sẽ đau lòng qua qua xì một tiếng Chạy mắt lên xuống Ta thấy là ngươi đau lòng ấy Tiểu bạch trừng mắt Ngươi có đi hay không Không đi ta tự đi Nói xong ở Mỹ lên núi Qua qua do dự Lo lắng mình cô đi có nguy hiểm không Dù sao bên này có đám người tiểu thanh ôm Tình huống cũng ổn định Vì thế đi theo sau cô lên núi Còn chưa tới đỉnh núi Nhìn thấy hai lùi linh quang ngút trời Đan vào cùng một chỗ Và chạm lẫn nhau Chỉ có một chùm hắc quang tràn ngập lệ khí Một chùm kim quang khác thì tường hòa hơn rất nhiều. qua qua nhìn chằm chằm chùm kim quang lẩm bẩm đạo phong nhìn qua không ổn rồi. hai người lao tới đỉnh núi nhìn thấy hai bên đấu pháp nhất thời ngây người. một chùm kim quang kia là từ trên người lão thái bà phát ra, lệ khí màu đen mới thuộc về đạo phong. đạo phong bộ mặt dữ tợn thần thái lâm vào một loại điên cuồng, cả người quỷ khí quanh quẩn, ra tay mau lẹ mà lại bá đạo, tự như là ma thần nhập vào. à không phải nói bản thân hắn chỉ là một vị ma thần trả lại mỗ mỗ trên mặt mang theo một loại biểu cảm thương người thương trời khống chế phật quang màu vàng tường hòa giống như một vị hồng hoang thần ni tại sao có thể vậy chứ đây rốt cuộc ai là pháp sư ai là yêu qua qua mở rộng tầm mắt kêu lên sợ hãi quay đầu nhìn tiểu bạch cả người ghé trong bụi cỏ hai tay nâng cầm một bộ dáng mê mẩn nhìn đạo phong qua qua chất vấn này 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 ngươi nghe được ta nói gì chưa đấy Hả? Cái gì? Tiểu Bạch hoàn toàn không để ý nó nói cái gì, liếm liếm môi. Ôi, Đạo Phong đại đại có cơ bụng tám múi kìa, trở về phải nói cho Tiểu Ngư. Quả quá khó hiểu. Hả? Nói cho Tiểu Ngư làm cái gì? Cô bé thích xem cơ bụng hán tử mà, nếu là lão đại hoặc Đạo Phong đại đại, tự nhiên thì càng ngầu hơn. Quả quá nhíu mày, ngươi làm sao mà biết được? Ngươi cùng nhà đầu đó hình như chưa từng ở chung với nhau mà nhỉ? Chúng ta từng lén thảo luận giá người đạo phong đại đại mà Có có cả lão đại nữa Móa, một đôi mê trai Qua qua đột nhiên nhớ tới cái gì Thế tiểu thanh có cơ bắp không Không có Hắn là tiểu thủ, người có hứng thú đối với hắn Ta có thể giúp người nói Không không, không thể nói lý Qua qua không để ý cô nữa Tầm mắt ở chung quanh quét một lần Và điện quảng tông thiên sư ngồi một bên điều tức Lập tức tiến lên ra hỏi tình huống Quảng Tông Thiên Sư lắc lắc đầu Lúc trước thi triển thượng động phong yêu thuật Đã hao phí lượng lớn pháp lực Về sao bị cử vĩ thiên hồ tỉnh lại Và chạm ở khoảng cách gần một lần Cơ khí trong cơ thể tán loạn Thực lực giảm hẳn Cho dù hiện tại đi lên giúp đạo phong Chỉ có thể làm vật hy sinh Dưới khoát ở một bên điều tức tĩnh dưỡng Từ trong tay áo lấy ra một vật dài dài Giao cho qua qua Đem cái này cho đạo phong Tới các mẫu chốt có thể đánh chết mỗ mỗ Quả quả đó lấy nhìn qua Thứ này trên rộng dưới hẹp Nhìn qua giống một khối lệnh bài Hai mặt tỏa sáng Có khắc phù văn rậm rạp Không khỏi hỏi Hả đây là cái gì thế Minh giáo thánh hỏa lệnh à Gần đây lôi xe phi cổ trang ỷ thiên đồ long cũng không thiếu Đây là đá lửa Ta tế luyện hơn một ngàn năm Tên hắc sắc hỏa trùng Bên trên có khắc định hỏa phù Linh lực rất mạnh Mộ mỗ vốn là cửu diệp bồ đề tử Bán tôn là mộc dùng hoàn đối phó ả à, có hiệu quả áp chế nhưng thời điểm mấu chốt tế ra mới có thể một đòn tất sát biết rồi biết rồi qua qua nói xong trong tay cầm hắc sắc hỏa trùng hướng đạo phong bay đi đạo phong đại đại tiếp bảo bối kết quả đạo phong chưa nghe thấy đối diện mỗ mỗ lại nghe thấy cánh tay khẽ nhất một đạo phật quang bay tới qua qua nhấc tay phản khích tiếp xúc phật quang không có lực đạo trong tưởng tượng phật quang đột nhiên tản ra hóa thành một đợt phật âm ở bên tai qua qua kịch lệ vọng lên giống như có vô số người cùng nhau tụng kinh và đầm này ở trong tai phật tử nghe thấy giống như cam lâm vũ lộ cực kỳ hưởng thụ nhưng đối với tà vật đều có loại áp chế rất mạnh giống như tạm âm qua qua là hồn của quỷ vực cảm giác bài xích đối với phúc âm càng sâu nhờ thời cảm thấy giống như có một vạn con ruồi bọ ở trên tai bay tới bay lui ong ong kêu loạn loại cảm giác này tựa như muốn đem đầu xé rách Phong lôi hỏa cấp, chư bàn vô hiệu, thái ấp tam thanh cáo mệnh, cấp cấp như luật lệnh. Quả quả cắn ngón tay, hướng phía trước vẩy đi quát to một tiếng độn. Phật đầm tan vỡ, quả quả vội vàng, nhanh như chớp, chạy xa, trở lại bên người tiểu bạch, nằm xuống đất không ngừng thở, thầm nghĩ may lão đại của mình là Diệp Thiếu Dương. Mình coi như là quy y đạo giáo, bình thường theo phía sau ít nhiều học một ít chú ngữ đạo môn. Vừa rồi trong tình thế cấp bách, nhớ tới phá âm chú. Mới may mắn mà về được, Bằng không nghe tiếc chỉ sợ thần thức cũng bị xé rách Tiểu Bạch thân thiết dò hỏi Này lão nhị ngươi không sao đấy chứ Quả quà nghe nhất tới có chút xấu hổ Câu này nghe như hỏi mình là Lão nhị có sao không Tựa như ta bị đại trùy đập lên đầu một phát Bây giờ đang vang ong ong Quả quả dù sức lóc lắc đầu Đem đá lửa màu đen đưa cho cô Đây ngươi đi đi Ngươi không phải thích đạo phong à Có cơ hội biểu hiện của ngươi đến rồi đấy Ta thích đối với hắn là ngưỡng mộ Nào có tục như ngươi nghĩ Tiểu Bạch trừng mắt nhìn nó Đó lấy đá lửa đi hai bước Lại nghĩ tới bộ dáng qua qua lúc trước chúng chiêu Lùi lại nói với qua qua Ngươi thay ta chống đỡ nhá Ta đến đem đồ giao qua 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 vừa nghe Lập tức xua tay lui phía sau Loại cảm giác ý thức bị đập vỡ vụn Nó không giống muốn trải qua một lần nào nữa Nhưng không chịu nổi tiểu bạch nhõng nhẽo Đành đáp ứng thôi Hóa ra chân thân con ve hướng mỗ mỗ bay đi trong khi vỗ cánh Cũng tụ lại một luồng âm khí cường đại Vòng đến sau lưng mỗ mỗ Muốn từ phía sau đánh lén Cách mục tiêu có mấy thước Qua quà tế ra vòi dạng mũi tiêm Đem quỷ khí tụ tập Hướng gáy mỗ mỗ đâm tới Một mái tóc rối như cành cây Đột nhiên mở ra Cái ót lại là trống trơn Một làn huyết tương từ bên trong phun ra hóa thành sương mù Đem qua quà nháy mắt bao lấy Hướng trong mũi mắt miệng của nó chui vào qua qua liên tục vỗ cánh, điều động tu vi, liều mạng ngăn cản. Bên kia, tiểu bạch vốn định thừa dịp qua qua đánh lái mỗ mỗ, từ phía sau đạo phong lặng lẽ mò tới, đem đồ ăn ném cho hắn. Kết quả gặp được tập kích, bị một mảng lớn cành cây từ trên cánh tay mỗ mỗ vươn tới gắt gao trói lại. Nàng tốt xấu cũng là xà yêu ngàn năm trải qua thiên kiếp, nếu thực sự đánh nhau, cho dù không định lại mỗ mỗ, cũng tuyệt đối không thể chống đỡ một lúc. Mà qua qua cũng tương tự, Kết quả bởi vì một lòng muốn đánh lén Quá mức cẩn thận Người lại mắc bẫy mỗ mỗ Sau khi bị nhốt Một thân yêu lực đều bị áp chế Ngay cả hóa thân cũng không làm được Phần thân mỗ mỗ về khốn hai người Cô không thèm nhìn thêm lấy một cái Vừa ngăn cản đạo phong công kích Vừa kết ấn làm phép Đem thất sắc Phật quang thu hồi Vườn quanh trước thân thể Tạo thành một đài sen Vì trên đó Một Phật đà kim quang lập lè Ngồi ngay ngắn Phật đà tám mặt 16 cánh tay Không giống với la hán kim thân cùng tứ bảo triệu hồi ra. Toàn bộ Phật đà này đều khép hai tay nhắm mắt, một biểu cảm thương xót. Ở đỉnh chóp Phật tượng, Phật quang ngưng tụ, như mây lành gió mát hướng đạo phong cuốn đi. Đạo phong tà tính đại phát, không hề cố kỵ tay cầm phiên thiên ấn, hướng Phật đà trực tiếp đập xuống. Ở một tiếng vang khổng lồ, khoách tán, ngay cả qua qua tiểu bạch cũng bị lan đến. Thành âm giống như cái chai thực lớn nện lên đầu, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn một trận, bốn người hầu như ở trong cùng một lúc ói ra ngụm máu đạo phong giơ lên phiên thiên ấn đập một phát nữa bốn người lần nữa cùng nhau hộc máu đạo phong đại không được rồi đừng đập nữa quả qua với tiếng vang kỳ quái chấn động nổ đong đóm mắt mặt tiểu bạch cũng cao mày mặt trắng như tờ giấy mỗ mỗ mặt đầy cục hạt nhìn không thấy sắc mặt nhìn từ ánh mắt để phán đoán à hiện tại không thoải mái gì đồ điên đồ điên một mỗi lầm bẩm dưới yêu lực chấn động Giữa cuộc không vây được qua qua cùng tiểu mạch Hai người này lấy lại tự do Lập tức chạy ra xa mấy mấy mét Lúc này dừng lại quay đầu nhìn Đào phong thực sự điên rồi Cũng không để ý cán trả Rơi lên phiên thiên ấn đập xuống từng phát Hầu như đập mỗi một nhát Hắn cùng mỗ mỗ vui rồi một ngụm máu Nhưng hai người liều mạng chống đỡ Từ được khí tức khủng bố Giống như gợn sóng chấn động lan ra chung quanh Tuy tránh xa mấy mấy mét qua qua tiểu bạch cảm thấy không khỏe Lại lần nữa lui phía sau Mãi cho đến ngoài phạm vi Qua qua thất thanh nói Đây là cái quỷ gì chứ Tù vị của mình nói thế nào Cũng bằng được với một con yêu tiên ngàn năm Cách xa như vậy vẫn cảm thấy khó chịu Thực sự không biết Đạo Phong và mẫu mỗ, mỗ hai người Ở trung tâm lốc xoáy khí tức là làm sao mà kiên trì được Tiểu Bạch về mặt lo âu Đạo Phong đại đại Hắn là điên rồi à Hắn không điên Hắn muốn đánh thắng trận này chỉ có liều mạng. Quảng Tông Thiên Sư vừa kết thúc điều tức của cái chu thiên, thấy một màn trước mắt mở miệng nói. Tiểu Bạch nhíu mày, liều mạng á? Ừ, đúng rồi, một chiêu này của mỗ mỗ là sát chiêu quả. Gia diệp bát diện Phật, độ nhất khởi khổ ách. À là muốn dùng phương pháp siêu độ để mai đi tu vi của Đạo Phong. Ở trong lúc lão nói chuyện, Đạo Phong đột nhiên dùng điên cuồng công kích. Mỗ mỗ cũng nhắm mắt, Ngón tay của đôi tay, toàn bộ canh lá đều đã héo rũ. Hai người đều cúi đầu, cứ như vậy, đối mặt đứng. Ở giữa, cách một vị Phật tám mặt, Phật quang mờ mịt lúc sáng lúc tối. Thời điểm cuối cùng rồi. Quảng Tông Thiên Sư hít một hơi ngược lẩm bẩm. Các ngươi cho rằng Đạo Phong điên rồi. Hắn không điên đâu. Hắn đang dùng phương thức liều mạng để phản kháng. Bá diện Phật xuất, cách tân đoạt chủ. Các người có biết ý tứ là gì không? Tiểu Bạch trừng mắt. Cũng lúc này rồi, ngài đừng có thừa nước đục thả câu nữa được không? Phật tám mặt, tượng trương sinh, tử tụ, ly, hỷ, nộ, ai, cụ, trăm vẻ cuộc đời đều ở trong đó. Thứ không ngờ cử diệt bồ đề này, thế mà lại biết cổ pháp này. Đạo phong hiện tại đã muốn hoàn cảnh ở bên trong, chịu Phật quang lễ rửa tội. Cái gọi là cách tân đoạt chủ Ý tứ chỉ là mặc kệ trước đó Người tín ngưỡng cái gì Đều bị Phật Quang tước đoạt Một khi thần thức thất thủ Cho dù chỉ là một khe hở Cũng bị Phật Quang giúp cạn tất cả lệ khí tu vi Đáng sợ Trên mặt Quảng Tông Thiên Sư Biểu hiện ra sự biểu cảm lo lắng Tự Bạch giật mình Về Đại Sư, Đại Sư cứu hắn đi chứ Bất luận kẻ nào hiện tại đi qua Đều bị Phật Quang vây khốn Tiến vào trong ảo cảnh Tương đương chịu chết đạo phong đã lâm vào ảo cảnh do phật tám mặt chế tạo chỉ có mình có thể cứu chính mình và quá hy vọng rất nhỏ mà thôi quảng tông thiên sư thở dài cho dù tín ngưỡng kiên định nữa ở dưới loại ảo giác này cũng không nhất định chịu đựng được qua qua vội hỏi vậy lấy tu vi của đạo phong cũng không thể chống đỡ được ư không quan hệ với tu vi hiện tại khảo nghiệm là tín ngưỡng lực nói trắng ra chính là định lực qua qua như có chút đam chiêu vậy nếu là đại sư ngươi Tiến vào cảnh này có thể chịu đựng được không ta trên mặt quảng tông thiên sư nổi lên tia cười khổ bất đắc dĩ à, ta không có lòng tin vậy mấy ngươi đã thua quảng tông thiên sư ngẩn ra lập tức giật mình gật đầu nói ừ đúng rồi chính mình cũng không có lòng tin đầu tiên đã thua tiểu bạch nghe vậy căm giận phật tổ không nên là bi thiên mẫn nhân sao vì sao sẽ có pháp thuật đáng sợ như vậy? Quảng Tông Thiên Sư trả lời Pháp thuật này vốn không phải vì sát sinh Chỉ là hấp thụ tu vi tà vật Không hủy linh căn Coi như là một loại siêu độ Chẳng có mấu chốt còn xem là ai đến cùng Nếu đạo phong mất hết tu vi Mỗ mỗ có thể tha cho hắn ư Chỉ sợ nhay mắt sẽ lấy hồn phách hắn Chúng ta ngay cả thi thể cứu Cũng không kịp Quả quà, quà ngay vậy giật mình Hả? Chắc không được Lão đại từng nói bản thân pháp thuật không có thiện ác chỉ xem người thi triển là chính hay tà quảng tông thiên sư nói ừ um, chính là đạo lý này đấy ở thời điểm ba người nói chuyện đạo phong bỗ mỗ không hề động đậy một chút nào nhìn trên mặt đạo phong mồ hôi chảy đầy mặt thân thể run lên tiểu bạch khẩn trương bây giờ phải làm sao bây giờ chờ đi chờ đạo phong là sống sót hoặc là quảng tông thiên sư nhắm mắt ta tiếp tục điều tức các ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng Chẳng may đạo phong đánh khâu lại Chúng ta có thể đi liều mạng Tiểu Bạch dù sức lắc đầu Sẽ không đâu Đạo Phong không có khả năng có chuyện gì cả Quảng Tông Thiên Sư không để ý tới nàng Bắt đầu điều tức Qua qua âm thầm hít mồ hơi Cho lòng không tự chủ cũng nghĩ Nhờ đâu Đạo Phong có gì ngoài ý muốn Chờ Diệp Tiểu Dương trở về biết được Hắn tan nát có lòng bao nhiêu chứ Diệp Tiểu Dương không biết mọi thứ Xảy ra ở đỉnh núi Không biết Đạo Phong đang đối mặt nguy cơ trong lòng hắn luôn luôn suy tư Tình huống trong mộng cảnh Thì ra tất cả cái đó đều là mưu lược Của cử vĩ thiên hồ Ả à đã sớm hiểu, muốn nhanh chóng rời khỏi mộng cảnh Trừ tuyến bằng luân nhãn Chỉ là cắn nát đầu lưỡi mình Cho nên ả à mới sẽ câu dẫn các loại Khi hôn môi cắn nát đầu lưỡi của mình Không hổ là cử vĩ thiên hồ Vì sinh tồn, cam tâm, bán sắc tướng Làm ra chuyện có ẩn nhẫn như vậy Hơn nữa quá trình tiến hành từng bước một tuyệt không nóng lòng cầu thành Thẳng đến khi nước chảy thành sông Mà mấu chốt là lúc ấy Mình sao lại bị ma quỷ ám ảnh Mắc bẫy ả chứ Đối với mình không thể khắc chế được dục vọng Diệt tiểu dương ái nấy Đồng thời có chút nghi hoặc Chính hắn rõ mình tuy dễ dối rắm Không biết từ chối dụ hoặc thế nào Nhưng đối mặt một yêu quái Đạo tâm của mình coi như kiên định Không đến mức đột phá giới hạn chứ Diệt tiểu dương dùng sức nhến chặt răng Kiên định tín niệm mặc kệ đuổi tới nơi nào Như định phải bắt được cửu vĩ thiên hồ Lấy công chủ tội Chỉ có vậy lòng mình mới có thể dễ chịu hơn chút Đối với yêu lực Có 8 phần bị nhốt Thực lực cửu vĩ thiên hồ giảm hẳn Không thể ngự phong phi hành thời gian dài Tốc độ bỏ chạy yếu bớt rất nhiều Diệp tiêu Dương một đường đuổi theo đột nhiên cảm thấy cửu vĩ thiên hồ dừng lại Hồi lâu không nhúc nhích Cho lòng hắn mừng rỡ Bộ vàng đẩy nhanh bước chân tới trên một ngọn núi Dựa vào đối với câu hồn tác cảm ứng có thể xác định cử vĩ thiên hồ ngay tại nơi nào đó trên ngọn núi này. Nhưng đây là núi gì vậy? Sau khi vào núi, Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thấy bên người yêu khí lựa lờ. Nhưng cử vĩ thiên hồ ở ngay trên núi cũng không quản thứ khác. Một đường đi lên, vừa tới giữa sườn, đột nhiên một bóng đen từ đỉnh đầu hạ xuống tập kích. Diệp Thiếu Dương bắt pháp quyết, lật tay đánh, hai bên va chạm, bàn tay Thiếu Dương đau một chút. Mà đối phương bóng đen kêu thả một tiếng ngã xuống đất Chăm chú nhìn lại Thì ra là một con chim kiểu kiểu quả đen Hẳn là tinh quái Chẳng qua tu vi không ra làm sao Nhưng Diệp Tiếu Dương vừa cất bước muốn đi Đột nhiên có mấy bóng đen từ phía trước hạ xuống Mới đầu Diệp Tiếu Dương không để vào trong lòng Nhưng dần dần càng lúc càng nhiều Đem bản thân bao vây nhiều vòng Phóng mắt nhìn Tất cả đều là loại linh sơn thụ quái Giống nhiều khác ít so với yêu quái nhân gian Chẳng qua nhân gian sớm đã bao nhiêu năm Không có yêu sơn như vậy Giữa nhiều yêu quái to gan lớn mặt như vậy Kêu gọi nhau tập hợp núi rừng Đi đầu bọn yêu tinh này Đều hiện ra cuồng sáng yêu khí màu tím đen Nhìn qua là biết tất cả đều là tà tu Không phải thứ gì tốt đẹp Phục binh Đồng bạn nhỏ của cử vĩ thiên hồ à Diệt tiêu dương đang trần chờ đột nhiên trong núi rừng đối diện Lao ra một cái bóng trắng Hướng xa xa chạy đi Đó chính là cử vĩ thiên hồ Diệt tiêu dương vừng tỉnh đại ngộ Là mưu kế của con hồ ly tinh này đảm yêu tinh đối diện này các bạn không nhận biết ả ả chỉ là ỉ vào thân hình linh động cố ý lao lên ngọn yêu sơn sau đó đem mình dẫn tới lâm vào vòng vây bản thân dễ đào tẩu hay cho người đó đồ hồ ly tinh diệp thiếu dương rút thất tình lòng tìm kiếm cao giọng nói truyền nhân mao sơn đời thứ 38 diệp thiếu dương thừa hành thiên mệnh trong yếu đến đây không quan hệ với các người nếu dám ngăn trở như để khi các người hồn phi phách tán một đoạn lời này, Diệp Tiểu Dương không ít lần ở lúc xong và âm xào cũng nói. Mao Sơn truyền nhân, cái tên tuổi này ở thế giới tà vật rất phong cách. Bình thường sau khi nói ra, vào là tà vật không liên quan, sớm tránh, có không kịp, bỏ trốn mất dạng. Bởi vậy ở sau khi nói xong, Diệp Tiểu Dương nhìn quanh, chờ mong nhìn thấy tình cảnh mình muốn thấy. Nhưng cái gì cũng không có xảy ra. Đám yêu tinh này ngơ ngác trước mắt nhìn hắn hoặc nhìn lẫn nhau đều ngẩn cả ra. Như thế nào? Diệp Tiểu Dương vỗ ót, rõ rồi. Nơi này là hồng hoang thế giới Bọn tà vật này các bạn không biết mau sơn là cái gì Là màu thất bại Diệp tiêu Dương cảm giác có chút mệt Lúc này đây đã yêu tinh bao vây mình dùng dịch Cuối cùng không biết là ai hạ lệnh ùa lên hướng Diệp tiêu Dương bổ nhào tới Ở hồng hoang thế giới này, Tà vật khắp nơi đều có thế lực, thường xuyên chiến chiến lẫn nhau. Cho nên gặp có người tự tiện xông vào sơn môn, quản người là mau sơn hay mau xí. Lời cũng không cần nói, trực tiếp động thủ, Diệp Thế Dương tay cầm bảo kiếm một đường chém chết, cuối cùng chạy ra khỏi vòng vây, một hơi chạy đi Sơn Môn, tiếp tục theo khí tức của câu hồn tác đuổi theo. Qua không lâu, cảm giác được cử vĩ thiên hồ lại ngừng lại, Diệp Thế Dương đuổi tới thì thấy, lần này là một rừng cây, cành lá rậm rạp hình thành một vách ngăn, hoàn toàn không thấy tình huống bên trong là gì. Diệp Thế Dương trần chờ rất lâu, cuối cùng không cách nào, người ta ở ngay bên trong cũng không thể không đi. Kết quả vừa mới vào, kinh động một đám yêu quỷ, Cửu vĩ thiên hồ cướp đường mà chạy Diệp Tiếu Dương cực kỳ chật vật Giết ra ngoài Chuyện tương tự lục tục xảy ra vài lần Diệp Tiếu Dương mệt thở hồn hển Cuối cùng hiểu rồi Cửu vĩ thiên hồ làm vậy Không phải vì nhanh chóng cắt đuôi mình Mà là mượn cái này tiêu hào pháp lực của mình Diệp tiểu Dương cảm giác Mình tựa như thợ săn đuổi theo hồ ly Chẳng qua là thợ săn ngu ngốc Bị hồ ly rào hoạt đùa dẫn xoay vòng vòng Nhưng cửu vĩ thiên hồ Cũng không phải luôn có thể thành công có một lần, anh em Diệp Thiếu Dương dẫn tới trong một cái âm xào. Thời điểm bản thân đào tẩu cũng bị chặn. Xong một hồi đại chiến, từ không dễ gì thoát ra vòng vây. Trước khi chạy, quay người nhìn Diệp Thiếu Dương còn đang chém giết nói. Nơi này khắp nơi đều có tà tu yêu quỷ, người vì sao nhất định phải bắt ta? Diệp Thiếu Dương hừ lạnh một tiếng, xa xa nhị nạ nói. Hử. Người đây không phải nói, lời thừa ư, hậu hoang thế giới này bố trí là ta và chúa tể. Đánh giết lẫn nhau cũng giống động vật là vì sinh tồn có cái gì đúng cùng sai chứ cửu Vĩ thiên hồ nói vậy ngươi cũng đừng bắt ta ta cũng ở lại đây ta không ra là được vậy thì ngươi nằm mơ đi Diệt tiểu dương xung phong ra ngoài cửu Vĩ thiên hồ lại bỏ trốn mất dạng Diệp tiểu dương ở trong lòng bắt đầu mắng tam tự kinh nhưng không cách nào vẫn phải tiếp tục đuổi theo vô nhân trường vô ngã trường vô chúng sinh tương vô thọ giả tương trong một mạng hư vô tiếng tụ kinh không ngừng trôi nổi Hướng trong ý thức của mình chui vào Đạo phong cảm giác Trong đầu sắp nổ Giống như có vô số cái tay Đang đem thần thức của mình Ở trong đầu não kéo bên ngoài Ở trong hốt hoảng Cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi Mình đứng cho tòa cung điện Bốn phương tám hướng đều là tượng Phật Từng cái trợn tròn mắt tức giận nhìn mình Toàn bộ tượng Phật đều đang đọc cùng thiên kinh văn Kinh văn từ trong miệng bọn họ ra Hóa thành ánh vàng Đan xen thành một mảng Hình thành một chữ vạn Hướng đỉnh đầu mình ép xuống buộc hắn quỳ Pháp lực ở đây hoàn toàn không dùng được Đạo phong giờ vậy ý niệm mạnh mẽ chịu đựng Cảm giác xương cổ cùng xương chân mình Hình như có thể gãy bất cứ lúc nào Một âm thanh trang nghiêm vang lên bên tai Người gặp Phật không bái Nguyên do là gì Toàn bộ tượng Phật trọng điệp Ở cùng một chỗ hình thành pho tượng như thực chất Hai tay bắt chữ thập ngồi ngay ngắn trước mặt Cho làm ta không có Phật Cần gì phải bái lòng mang sự khiêm tốn mới có thể độ hóa đạo phong bị phật quang ép cho không thẳng nổi lưng trên mặt vẫn mang theo bộ dáng bất khuất nhẹ nhàng nói người có tư cách gì độ ta a à, di đà phật phật tổ hiếu sinh phổ độ người đời người đời không tỉnh tham luyến sân si đạo phong cười nhẹ nếu là dịp thiếu dương ở đây tự nhiên muốn phản bác luận chứng một phen còn đạo phong thì không đạo phong khinh thường mặc dù đối mặt là phật ta vẫn là ta mà dù ngươi nói ba hoa chiếc trẻ, ta cười mặc kệ không phải giải thích phật đà tiếp tục niềm kinh đạo phong đồng thời thừa nhận áp lực của chữ vạn của cảm giác ý thức bị xé rách như đạo tâm hắn phi thường kiên định chưa từng dao động nghe xong một thiên kinh văn đạo phong mở mắt so với lúc trước hai con mắt trở nên càng đỏ hơn cong lên khóe miệng lộ ra một nụ cười tràn ngập tàn tính nếu ta tọa chấn linh sơn ta chính là phật một câu này nói rõ tất cả từ tiếng ngâm chấn vỡ linh quang Đạo phong bay lên Tay cầm phiên thiên ấn Hướng cái đầu chọc của Phật Đà đập xuống Phật Đà đồ sộ bất động Trên mặt hiện sự thương xót Tuyên một tiếng Phật hiệu nói Ta tha thứ người Đừng đứng ở điểm cao để khoe ra sự đồng tình của người Phật tí thế nào Ta nếu thành ma thì thành ma Ta nếu thành Phật thì thành Phật Nào có đạo lý gì để giảng chứ Phiên thiên ấn nện thần mạnh trên đầu Phật Đà Một giây tiếp theo tượng Phật sụp đổ Đạo Phong đột nhiên mở mắt, Phật quang trước mắt đều tan đi. Mộ Mộ cũng mở mắt, Trong miệng ngoẹ một tiếng phun ra ngủ máu. Đạo Phong, người thế nào mà lại không tín ngưỡng? Người. Đạo Phong đứng bật dậy, một bàn tay bóp chặt cổ bà ta, vận chuyển ngũ triều nguyên khí, hình thành một gông xiềng ánh sáng thắt chặt trên cổ bà ta. Mộ Mộ thấy cảnh này, thân thể vội vàng biến ảo, là ra toàn thân cao thấp biến thành vỏ cây, tùy ý gông xiềng thật chặt, không thể thương tổn được mảy may. Qua qua huyết tiểu bạch một cái, Thánh hỏa lệnh, à không đúng Dù sao chính là Cái kia trong tay ngươi Tiểu Bạch hồi phục tinh thần Đứng dậy chạy vụ qua Cầm đá lửa màu đen trong tay hướng Đạo Phong ném tới Đại đại, dù cái này Đạo Phong một bàn tay tiếp lấy Lúc này Quảng Tông Thiên Sư hô to một tiếng Dùng pháp lực kích hoạt Thiêu nó Đạo Phong lập tức nghe theo Phủ văn trên đá lửa màu đen bị kích hoạt Nháy mắt bắt đầu thiêu đốt Phóng ra ngọn lửa nồng đậm Tự nhiên cảm giác được yêu khí trên người mỗ mỗ ngọn lửa ra sức lao trên thân bà ta. Mộ mộ thấy đá lửa lập tức phát ra khắc tinh của mình, vốn đã bị đạo phong chế trụ, trên mặt bà ta dần dần lộ ra nét hoảng sợ. Không! Đạo phong khoát tay, đem đá lửa nhét cho bị mộ mộ, lại cầm phiên thiên ấn đập xuống. Mộ mộ, mồm ngậm đá lửa, thân thể run lên, ngã vật xuống đất. Vài giây sau, do gáy bà ta hòa tan, một ngọn lửa vọt ra, chốc lát lan tràn đến toàn thân thân thể mỗ mỗ ở trong lửa kịch liệt vặn vẹo. Vô số tinh phách từ trong cơ thể bà ta bay ra, dợp trời dợp đất. Lão yêu bà này, không biết nuốt bao nhiêu sinh hồn, đáng chết. Quả quả giận dữ nói, nhìn tinh phách bay múa cho lòng cực kỳ vui sướng. Đạo phòng phất phất tay áo, đem tinh phách xua đi, lúc này từ luồng yêu khí từ trên thi thể mỗ mỗ chút ra. Đạo phòng từ trong tay áo lấy lá cờ màu đen, đón gió run lên, nháy mắt hóa thành kích thước như tấm màn, ở không trung mở ngang ra Để miêu khí sót lại từ cơ thể mỗ mỗ hút vào Qua hồi lâu lửa đốt hết Thi thể mỗ mỗ chỉ còn lại một khúc nho nhỏ Giống củi bị đốt hết Một đời đại yêu cứ thế mất mạng Hồn phách sớm bị đạo phong xé rách Theo những tinh phách kia cùng nhau bay đi Đạo phong dùng chân đem cho tàn đốt trụi đá văng ra Từ trong đó nhặt lên một vật Đi đến trước mặt tiểu bạch đưa cho nàng Đôi đàn lão yêu Cũng là hồn hạch của bà ta tặng cho người không cần hắn nói nhiều tiểu bạch biết đây là thứ tốt kích động đón lấy sau đó hướng đạo phong cười cười à, cảm ơn đại đại đạo phong hỏi tiếp gì tiêu dương đi đâu tiểu bạch bẩm báo theo sự thật đạo phong gật đầu nói với tiểu bạch qua qua đi theo ta giết địch nói xong phi thân xuống núi chờ tiểu bạch cùng qua qua đi theo xuống đạo phong bắt đầu xung phong ở giữa một đám yêu quỷ tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên Đạo Phong giết một trận, đem màn vải màu đỏ đậm trong tay trì khai, đem hồn phách đám quỷ yêu thu hết, làm cho người ta nhìn mà kinh ngạc không thôi. Qua qua lẩm bẩm, đây là tà công gì thế? Đạo Phong vừa giết vừa thu, đem quỷ yêu trên yêu sơn giết sạch sẽ, thu hết trong màn vải. Ở thời điểm làm tất cả cái này, biểu cảm trên mặt Đạo Phong cực kỳ lạnh lùng, tóc tai bù xù, hắn nhìn qua càng giống một vị tà thần hơn nữa các thành viên liên minh bát quỷ tụ tập một bên nhìn đạo phong rồi nhìn nhau tiểu thành lẩm bẩm may mắn đạo phong là người một nhà thu xong tại bộ quỷ yêu ánh mắt đạo phong từ trên mặt các thành viên liên minh bát quỷ đảo qua các người ở đây chờ thiếu dương đi đạo phong đại đại thì bạch đi lên một bước vừa gọi một tiếng đạo phong phi thân lên núi quảng tông thiên sư đứng ở đỉnh núi chờ hắn thấy hắn đi vào trong ánh mắt toát ra tia cảm xúc phức tạp Ngươi không có tín ngưỡng Cho nên ngươi có thể nhìn thấu ảo cảnh của Phật tám mặt Quảng Tông Thiên Sư khẽ thở dài nói tiếp Ôi, Ta chưa từng gặp ai như ngươi Ngươi rất đáng sợ Nếu cho ngươi lực lượng đủ cường đại Ta không biết Tương lai ngươi sẽ đi đến một bước nào Cho nên ngươi hối hận đáp ứng ta Quảng Tông Thiên Sư cười, à, cười Yên tâm Ta tuyệt không nuốt lời Đạo Phong đứng nơi đó Lặng lặng chờ Hà đồ nguyên kiện đã sớm tổn hại Ngay cả ta cũng chưa từng gặp Hà đồ biến mất Mà thành ngũ chiều nguyên khí thực sự Ở một môn này của ta Là truyền tai truyền miệng Đến chỗ trương quả hắn cảm thấy Mượn thiên địa khí quá nhiều Không truyền xuống nữa Theo hắn chạm tam thi chứng đạo hỗn nguyên Ngũ chiều nguyên khí thực sự thất truyền Người nếu muốn học Phải đáp ứng ta Tuyệt không đem tâm pháp ngoại truyền Trên đời này chỉ có một mình ngươi được biết Đạo Phong nói, được, ta đáp ứng người. Quảng Tông Thiên Sư chưa ép hắn lập trọng thể gì để đến trước mặt hắn, một bàn tay to phủ trên đỉnh đầu hắn. Một mảng thần niệm tiến vào trong cơ thể, bắt đầu truyền thụ chân ngũ chiều nguyên khí trong truyền thuyết. Ngẩng đầu ba thước có thần minh. Địa phủ phần nhiều là âm thần, giỏi nhìn giỏi nghe, chỉ có thần thức giao hội mới có thể tránh tất cả khả năng để lộ bí mật. Đỉnh đầu đạo phong sinh ra tam hoa, đem hai người từ đầu đến chân cùng nhau bao trùm qua khoảng một khắc đồng hồ quảng tông thiên sư bỏ tay một tay kết một ấn thở dài một hơi niệm vô lượng thiên tôn đạo phong chậm rãi mở mắt một lồ khí tím biến mất ở đáy mắt hướng quảng tông thiên sư nói đa tạ người có chuyện gì cần ta làm ta có thể giúp người quảng tông thiên sư nói không cần đây vốn chính là một hồi trao đổi ta chỉ muốn tặng người một câu châm ngôn Nhìn nhìn hắn Đột nhiên tỏ ra bất đắc dĩ cười cười à, à mà thôi không cần thiết nữa Và các bạn thân mến Đến đây thì chuyện tạm dừng Ngọc Mai hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ bọn mình nhé